Xin chào quý vị các bạn, hôm nay thì em tiếp tục test một con đẩy DK sổ sắt anh em nhé. Một cái mã sổ sắt của nó là MVP550 của DK Dunkin, một thương hiệu đến từ Anh Quốc anh em nhé. Phiên bản hàng bãi mặt phay nhôm chạy sổ sắt anh em nhé. Thì con này thì gửi về cho anh Cần ở Tân Uyên, Bình Dương. Con này thì có giá 6.8 triệu anh em nhé, của anh Cần. Thì bây giờ em sẽ test qua trước khi gửi cho anh em và kiểm tra hết nội thất từ bên trong ra bên ngoài của một con đẩy này cho quý vị và các bạn cùng xem. Đối với con này thì cái công suất của nó thì thoải mái cho anh em chơi cặp 40 thoải mái lên đến 900W một kênh, chạy 32 sò, trong đó có 16 sò sắt và 16 sò than đánh bù áp anh em nhé. Công suất rất là khỏe, được thiết kế của DK Dunkin, tất cả mọi linh kiện đều được DK Dunkin nghiên cứu kỹ và lắp ráp lựa chọn vào trong cái sản phẩm này. Cái model này là cái model đặc biệt anh em nhé, của hãng, nó gọi là hàng cao cấp, series cao cấp MVP này, là series cao cấp anh em nhé. Thì anh em dùng cái dòng này thì em bán rất là nhiều, trong quá trình làm hàng bãi thì cũng có nhiều những cái sản phẩm khác nhau, nhưng mà con này thì nó đưa đến một cái chất âm rất là sâu lắng, mềm mại và chi tiết anh em nhé. Mà quan trọng là nó rất là lành bệnh, nó không có những cái bệnh vặt linh tinh anh em nhé, chạy rất là bền, chạy những con sò sắt của Mexico, chạy sò tô của Toshiba, sò Nhật anh em nhé. Toàn bộ thiết kế mặt này thì bên này nó sẽ có cái lưới để chắn, để hút bụi anh em nhé, để chắn bụi là ở đây. Mặt phay nhôm kết hợp màu đen rất là đẹp. Máy thì nó rất là nặng anh em nhé, con này nặng trên 20 cân, để khi đóng thì em sẽ chèn xốp kỹ cẩn thận cho anh quý vị các bạn nhé. Còn phía sau đây, đây là phía sau anh em nhé. Phía sau thì sẽ có hai cái là canông thì em sẽ cho anh em, và rắc này em sẽ cho anh em luôn. Đầu ra rắc như vậy. Con này thì nó có thêm các cái tính năng như là cắt cốt, đánh mid low hoặc là đánh súp anh em nhé. Và cắt cốt luôn từng kênh, có nghĩa là anh em có thể sử dụng mà một kênh này để đánh một cặp loa 30 để sử dụng kênh còn lại để đánh súp hơi trực tiếp trên con men này luôn. Đấy, chứ không cần phải qua bộ cốt hay là bộ vang để xử lý nhé. Nó sử dụng này rất là tiện cho quý vị các bạn nào mà sử dụng đa năng, đánh 3-4 con đẩy một lúc mà thiếu một con đánh súp hoặc là thiếu một con đánh lời riêng. Thì đằng sau của nó có một cái mạch, nó giống như một cái con crossover nhỏ, trong ở trong nó tích hợp bên trong cho anh em chơi, nó rất là đa năng, chơi các thể loại luôn. Đấy, chứ nó không đơn thuần là một con đẩy chuyên về cái dòng nào đấy, mà con này sử dụng rất là đa năng em nhá. Mạch rất là hay, rất là bền. Đấy, còn về cái giá thì em đã báo cho anh em là giá là 6.8 triệu một con. Đấy, đã được bán tại Nghiêu. Anh em quan tâm đến sản phẩm thì hãy đăng vào website nghiêu.com để tìm thông tin kỹ hơn. Đấy, sẽ có những hình ảnh nội thất cũng như video em test ở trên website để đủ hết cho anh em nhé. Nếu lần đầu tiên đến với Nghiêu Đô thì anh em hãy ấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những sản phẩm em đã đăng và test để quý vị bạn cùng xem nhé. Ok, bây giờ em sẽ cho anh em xem về phần nội thất cũng như là chi tiết hơn một xíu về con này vào phần cuối video. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem nhé. Hứa rồi à.
anh biết làm sao đây để em mong suốt cả ngày đêm buồn lắm. Em cứ hỏi lòng tại sao mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài, đêm trở về em khóc thầm trong tay. Nếu yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau. Ok, anh em đã vừa nghe xong em thử trên cái cục đẩy DK sò sắt anh em nhé, MVP 550 với phiên bản sò sắt này là cao cấp nhất của hãng anh em nhé. Cho ra chất âm rất là mềm mại, uy lực rất là khỏe khoắn anh em nhá. Đối với một cục đẩy này hàng bãi thì bên em đang bán giá 6.8 triệu tại Nghĩa Audio anh em nhá. Nếu anh em quan tâm đến sản phẩm này hãy inbox trực tiếp cho Nghĩa Audio để được tư vấn thêm về sản phẩm này anh em nhá. Đến đây thì em xin chào tạm biệt quý vị và các bạn vào những video lần sau. Xin chào. Thank you.